chiều dần buông tan trường anh đến để chờ đang thơ đi học ra. Thì ra em đang ngồi trên chiếc xe đạp của ai không phải ai. Anh như muốn tắt luôn công tắc chợt đầu, vì trông thấy em đang cười đùa cùng ai khác. Cũng chẳng thể trách em chọn ai đó, hai mình đã có cái gì đâu. Người ta duyên nhiều tiền cao to muôn phần hơn anh, ôi rồi ôi chán. Làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này, chỉ anh mới thấy phút yêu đôi trong mắt em thơ ngày. Rất nhiều lần mỗi ngày bên em là hạnh phúc, sao ai kia không quan tâm. Thằng kia có hứa sẽ chăm lo, sẽ đón em mỗi chiều, dù cho biết đó có khó đến mức để em trong ngóc nhiều ngày. Rất nhiều ngày chỉ cần người ta duyên nhiều tiền cao to một phần hơn anh, ôi rồi ôi chán lùa. Làm sao anh có thể có được người yêu xinh, làm sao anh có thể biết cảm giác em lúc này, chỉ anh mới thấy. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.